Chào bạn, hôm nay Nội địa Nhật Bản sẽ cùng bạn tìm hiểu một chiếc máy nghe Minidisc rất là đặc biệt của hãng Sony. Cái máy này đặc biệt vì ngoài khả năng nghe đĩa MD thì nó có thể ghi âm được qua cái mic, flash mic ở đây. Mã của sản phẩm này là MZ-B10, có tên là Portable Minidisc Recorder. Nó có thể ghi lại các cái đĩa MD. Về cấu tạo thì nó khá là nhỏ gọn. Ở mặt trên có màn hình hiển thị thông tin khi mà các bạn phát nhạc, các cái nút bấm điều khiển và loa, micro. Mặt trái nó sẽ có lỗ cắm tai nghe, kèm theo đây là cái điều khiển từ xa có dây đấy. Đây là lỗ cắm mic, rồi lỗ cắm tín hiệu vào để ghi âm. Đây là nút volume tăng giảm, còn đây là các cái phím điều khiển. Cái này bằng tiếng Nhật và chúng ta muốn sử dụng được thì nó sẽ phải dùng Google Translate để dịch ra. Đây là phím khóa bàn phím, còn phần open này để mở cái hub MD. Nó sẽ tháo được cái đĩa ra. Đây đĩa MD, chiếc đĩa đã có thời gian rất là nổi tiếng vì cái chất lượng âm thanh tuyệt vời. Đây, nó sẽ nhét ra để nghe thử nhé. Rồi, để mở thì chúng ta sẽ ấn play. Thì màn hình nó sẽ hiển thị dung lượng pin này và đang đọc đĩa đấy. Trên này có hiển thị bài hát này. Loa đi kèm kêu khá là hay. Mặt sau nó sẽ có thêm thông tin về sản phẩm MZ-B10. Sử dụng pin 1.5V/2. Đây là khe pin này. Đây là pin của hãng Panasonic. Cái này các bạn có thay pin tiểu là dùng bình thường. Đây là một số cái hướng dẫn sử dụng nhanh. Cái này thì được sản xuất tại Malaysia, dành cho thị trường Nhật Bản. Bên cạnh này không có gì cả. Phần trên nó sẽ thấy lỗ cắm DC 3V. Còn đây là các cái nút liên quan đến ghi phải. Đây ghi âm ở đây. Đây là nút chuyển bài này. Đây sẽ to này. Đây nó sẽ thử ghi âm nhé. Bấm nút này để ghi âm này. Kênh Nội địa Nhật Bản xin chào các bạn. Đây là cái bản ghi âm thử bằng chiếc đài Sony MZ-B10. Nó sẽ ghi trực tiếp vào đĩa Minidisc. Trên màn hình này các bạn sẽ nhìn thấy là cái thời lượng còn này. Và ghi vào bài số 13. Đây là chế độ LP2. Ấn nút stop này. Ghi xong thì nó sẽ bắt đầu lưu vào cái đĩa MD của chúng ta. Rồi, bây giờ nghe thử nhé. Xin chào các bạn. Đây là âm thanh vừa được ghi xong, rất là đây rõ là nét này. Cái bản ghi âm thử bằng chiếc đài Sony MZ-B10. Nó sẽ ghi trực tiếp vào đĩa Minidisc. Các bạn thấy mic thu âm rất là tốt. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái thời lượng còn này. Và ghi vào bài số 13. Đây là chế độ LP2. Ấn nút stop này. Và trên đây chúng ta vừa dùng thử chiếc Sony Minidisc MZ-B10. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.